Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn thêm một cái cách cuốn chả giò nữa đây ạ. Đây là cái cách cuốn chả giò và mình cảm thấy cũng rất là hài lòng nha. Cho chúng ta thành phẩm cái vỏ bánh chả giò của mình rất là giòn xốp nè, kết hợp với cái nhân rất là đặc biệt, thơm béo. Nếu bạn nào chưa làm thành công và muốn tìm một cái cách cuốn chả giò mới thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay nha. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích thì bắt tay làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với cái cách cuốn chả giò này đi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu ha. Ở đây thì mình sẽ có 200g đậu xanh. Đậu xanh này thì mình đã hấp chín rồi nha. Mình sẽ có 700g tôm. Tôm đã bóc vỏ thì mình cân lên được 700g nhé. Kế tiếp thì mình sẽ có 1,5kg thịt xay. Thêm vào đây thì mình sẽ có khoai môn nè. Và mình có cà rốt. Mình có khoai lang. Mình có hành lá. Và tổng cái lượng rau củ quả này là 600g. Và tất cả các nguyên liệu ở đây thì mình sẽ tổng vô đây là 3kg nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai cái bánh chén này. Mình sử dụng bánh chén bò bía đậu xanh này để mình cuốn cái chả giò cho giòn xốp ha. Bên cạnh đó thì mình sẽ có sử dụng bánh chén rế nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi sơ chế cái rau củ. Cái rau củ thì các anh chị và các bạn sẽ sử dụng một cái củ cà rốt nè, một cái củ khoai lang chứ. Mình sử dụng cái củ khoai lang Nhật như thế này. Sau khi mà mình bào vỏ rồi thì chúng ta sẽ rửa sạch và mình sẽ bào sợi ra như thế này nha. Cái khúc này cũng rất là quan trọng nè. Khi các anh chị và các bạn bào sợi rồi thì chúng ta sẽ để qua một bên để cho nó ráo. Rồi cái phần cà rốt thì các anh chị và các bạn cũng sẽ bào sợi nha. Kế tiếp thì cái khoai môn. Cái khoai môn thì nó không có quá nhiều nước nên là các anh chị và các bạn sẽ bào luôn ra như thế này để cho nó ráo. Và cái khâu mà để cho cái nguyên liệu này nó ráo thì cũng rất là quan trọng. Khi mà các anh chị và các bạn để cho nó ráo nước á, thì khi mà mình bỏ vô cái nhân á, thì cái nhân của mình nó không có bị chảy nước nha. Kế tiếp á, thì chúng ta sẽ có một ít hành lá. Hành lá này thì mình đã rửa sạch rồi thì chúng ta cũng sẽ cắt nhỏ ra như thế này. Vì sao mà chúng ta phải để ráo? Tại vì tất cả các nguyên liệu này sau khi mà mình bào vỏ thì mình sẽ rửa sạch nên nó sẽ có nước ở ngoài, nên là nó sẽ cần phải có độ ráo nha. Rồi quay qua thì trong lúc đó thì cái phần tôm sau khi mà mình bóc vỏ rồi thì chúng ta sẽ mang đi rửa sạch để ráo và mình sẽ bỏ vô cái cối xay và mình xay ha. Bây giờ thì mình sẽ xay cho nó nhuyễn ra nha. Nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn không có máy xay thì chúng ta cũng có thể mình băm nhuyễn ra cũng được. Thịt 1,5kg mình đã bỏ vô rồi, cái tôm mình cũng đã xay nhuyễn mình bỏ vô luôn nha. Rồi kế tiếp thì cái rau củ quả thì các anh chị và các bạn cũng sẽ cho vô luôn. Và cái tổng lượng thịt nè, tôm và cái phần rau á, thì và cái phần đậu xanh luôn á, thì chúng ta sẽ có 3kg nha. Rồi mình sẽ nêm vô đây là hành phi. Hành phi thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô tầm 2 muỗng canh hành phi. Kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 2 lòng đỏ trứng. Mình sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà nha. Còn cái lòng trắng trứng thì mình sẽ để lại tí mình quết cái bánh của mình. Rồi mình sẽ nêm vô đây là 1 muỗng canh hạt nêm. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh dầu hào. Rồi thêm vô đây là nửa muỗng canh nước mắm. Nước mắm ở đây thì mình sử dụng nước mắm ngon ha, nước mắm 40 độ đạm. Tiêu này thì mình tùy thích, mình ăn nhiều cho nhiều nha. Rồi mình sẽ đeo bao tay vô và mình sẽ trộn đều lên tất cả các nguyên liệu này lên nha. Và mình cảm thấy rằng với cái tỷ lệ nêm nếm gia vị như thế này thì mình cảm thấy rất là vừa ăn luôn đấy ạ. Cái phần đậu xanh đó, đậu xanh thì mình khi mà các anh chị và các bạn làm á, thì mình sẽ ngâm đậu xanh và mình sẽ hấp cho nó chín nha, rồi mình sẽ bỏ vô. Rồi sau khi mà mình trộn đều lên rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là 1/3 một canh muối. Muối thì các anh chị và các bạn nên cho sau cùng để tránh trường hợp muối nó tiếp xúc với cà rốt á, thì nó sẽ ra nước nhiều hơn, nên là mình sẽ nêm sau cùng nha. Rồi sau khi mà mình cho vô thì chúng ta sẽ đảo đều lên một lần nữa. Và mọi người kiểm tra nè, cái phần nhân của mình rất là khô ráo và không có bị chảy nước đâu. Với cái cách nêm nếm này thì các anh chị và các bạn cứ yên tâm nha. Cái phần nhân rất là vừa phải, không có bị quá mặn và cực kỳ ngon luôn. Và nó sẽ rất là dẻo luôn đó. Đó, mình nhìn cái phần nhân rất đặc biệt luôn đó. Cái phần nhân này thì các anh chị và các bạn có thể ướp ngày tối ngày hôm trước rồi sáng ngày hôm sau mình mang đi mình cuốn cũng được. Nhưng mà nếu mà mình muốn gấp á, thì chúng ta sẽ mang đi cuốn liền cũng được nha. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng bánh chén rế. Bánh chén rế sẽ có tác dụng hút cái phần nước ở trong cái phần nhân đi nha. Đây là chúng ta sẽ sử dụng bánh chén rế nên như thế này. Và cái phần bánh chén rế này nó cũng hơi to hơn so với cái bánh chén bò bía của mình. Đây là mình sẽ cắt làm 4 nha. Và khi mà các anh chị và các bạn cắt làm 4 như thế này thì mình sẽ canh theo cái bánh ở chén rế này, mình canh những cái nhân thì mình cuốn những cái chả giò nó rất là đều tăm tắp luôn. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái bánh chén bía ở ngoài rồi mình sẽ để cái bánh chén rế ở trong nha. Và mình sẽ đặt vô như thế này. Bây giờ thì mình sẽ
lấy một muỗng canh nhân và mình sẽ chàn đều cho nó bằng với cái chiều dài của cái bánh tráng rế nha. Mình canh như vậy thì khi mà các anh chị và các bạn cuốn đó, nó bằng cái chiều dài của cái bánh tráng rế, thì khi mà mình cuốn á, thì khi mà mình làm á thì nó sẽ rất là đều tăm tắp luôn. Bây giờ thì mình sẽ miết hai cái cạnh vô nè, rồi mình sẽ cuốn đều ở trên. Và khi mà các anh chị và các bạn cuốn đó, thì mình sẽ rút ra được kinh nghiệm rất là nhanh luôn, và mình làm nó cũng rất là tiện. Rồi bây giờ là cái cuốn đầu tiên của mình thì nó sẽ không có hoàn chỉnh lắm, nên là mình quét cái lòng trắng nó hơi nhiều, nên là nó sẽ thấm vô cái phần bánh tráng bò bía của mình, nó lại không ngon nha. Cái khúc này thì các anh chị và các bạn lưu ý nha, mình đừng có sử dụng cái cây quét bột này, cái quét dầu này, mình cứ lấy cái ngón tay của mình đó thì mình sẽ chấm cái lòng trắng trứng vô, như vậy thì nó sẽ ít cái lòng trắng trứng và nó có cái độ kết dính tốt nha. Và khúc này thì các anh chị và các bạn thông cảm cho mình không có đeo bao tay được, tại vì mình làm không có quen với cái bao tay, nên là trước khi mà mình cuốn chả giò thì mình đã vệ sinh tay rất là sạch rồi, nên là các anh chị và các bạn thông cảm giùm cho mình khúc này nha. Rồi bây giờ thì sau khi mà mình cuốn đó, thì mình cảm thấy rằng mình lấy cái đầu ngón tay của mình chấm cái bánh lòng trắng trứng thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đây là những cái bánh tráng chả giò của mình á, mình đã cuốn xong rồi, thì bây giờ thì mình sẽ bảo quản nha. Ở đây á, thì mình sẽ bảo quản bằng cách là mình sẽ xếp cho những cái hộp như thế này nè, rồi giữa các lớp á, thì chúng ta sẽ cho một cái lớp màng bọc thực phẩm, hoặc là những cái túi mà mình đựng thức ăn như thế này nè, rồi mình gấp gọn vô, rồi mình sẽ xếp đều vô ha. Đó thì khi mà các anh chị và các bạn cuốn đều tay thì mình sẽ có những cái chả giò rất là đẹp luôn. Và mình sẽ đậy nắp lại và mình bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Khi nào mà mình chiên thì mình sẽ bỏ ra nhiệt độ phòng một nửa tiếng trước khi mà mình chiên, mình mang đi mình chiên nha. Rồi đó thì bây giờ mình sẽ bảo quản trong ngăn đá, mình bảo quản từng cái hộp nhỏ nhỏ như thế này cho dễ sử dụng nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chiên thử cho các anh chị và các bạn coi. Khi mà mình cho nhiều dầu thì và cái dầu của mình nó sôi sụ tâm thôi, thì chúng ta sẽ cho cái phần bánh vô nha. Làm như vậy thì cái vỏ chả giò của mình nó sẽ không có bị xù lên, tại vì nếu mà nó tiếp xúc nhiệt quá lớn, quá mạnh, quá nóng thì cái vỏ bò bía của mình nó sẽ bị xù, nó sẽ không có mịn nữa. Nên là khúc này các anh chị và các bạn thấy cái dầu của mình nó sôi sụ tâm thì chúng ta sẽ thả những cái chả giò vô, và mình sẽ chiên cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái chả giò của mình nó vừa vàng tới nha. Lưu ý khúc này các anh chị và các bạn chiên vừa vàng tới là chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái cách chiên hai lửa, là chiên hai lần, mình lấy ra ngoài cho ráo dầu và nó sẽ nguội bớt, rồi mình sẽ chiên lần hai. Làm như vậy thì cái chả giò của mình nó sẽ giòn xốp hơn và nó giòn được lâu hơn ha. Và đây cũng là một trong những cái lưu ý mà các anh chị và các bạn phải lưu ý đấy ạ. Và một trong những cái lưu ý nữa đó là các anh chị và các bạn chỉ chiên ở cái lửa trung bình thôi, không có chiên quá lớn, tại vì chiên quá lớn thì nó sẽ bị khét ở ngoài và cái nhân nó không có chín. Rồi mình sẽ dựng đều cái chả giò lên xung quanh cái rổ như thế này để cho nó ráo hết dầu ra ngoài nha. Và mình sẽ để nguội. Trong lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ tắt bếp cái dầu của mình luôn, tại vì một lần mình ăn mình không có chiên quá nhiều á, thì cái dầu nó phải tắt bếp đi để cho cái dầu nó nguội bớt. Thì khi mà mình tắt bếp xong rồi thì chúng ta muốn cho cái chả dầu của mình nó sẽ không có bị dính những cái lợn cợn đen á, thì mình sẽ vớt ra như thế này. Và khi mà mình sẽ chiên lần 2 nha, thì chiên lần 2 thì các anh chị và các bạn sẽ mở lửa lên và mình cũng sẽ cho cái dầu của mình nó nóng trở ngược lại, và nó nóng từ từ nha, rồi mình sẽ cho cái chả giò vô và mình chiên. Làm như vậy thì cái chả giò của mình nó sẽ không có bị đen và nó sẽ nhanh hơn. Đó, các anh chị và các bạn có những cái lưu ý như vậy để cho mình cho ra những cái thành phẩm chả giò cực kỳ ngon nhé. Và sau khi mà mình chiên lần 2, mình đã được vàng như mình muốn rồi, thì các anh chị và các bạn sẽ vớt ra và mình sẽ để cho nó nguội và mình cùng nhau thưởng thức thôi. Với cái cách chia sẻ này thì mình cảm thấy rằng cái bánh chả giò của mình nó sẽ không có bị bể bụng nè, và cái vỏ của bánh của mình nó rất là giòn xốp luôn, bảo quản được lâu và cái nhân cực kỳ thơm ngon luôn đấy ạ. Bây giờ thì mình sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị và các bạn coi cái độ hấp dẫn của cái chả giò ngày hôm nay nha, cực kỳ ngon luôn. Hôm nay thì mình chiên thật sự là cũng không có ưng ý lắm đâu, tại vì cái lượng dầu của mình sử dụng ngày hôm nay nó quá ít, nên là nó làm cho cái bánh của mình nó có nhiều cái đốm đốm đen đen á, nó cũng không có ngon lắm, nhưng mà ăn cũng rất là tuyệt vời đấy ạ. Hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một tinh thần kính bụng vợ nha. Rồi kính bụng vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.